Chào mừng bạn đến với video về thuật toán PapleSort. Nếu bạn đã từng học qua lập trình hoặc làm về công nghệ thông tin thì bạn có thể đã nghe đến thuật toán PapleSort. Vậy PapleSort là gì? Bubble nghĩa là bong bóng. Vì các phần tử của trong mạng nó sẽ được nổi lên và bong bóng lên phía trước khi được sắp xếp. PapleSort sẽ được hoạt động bằng cách so sánh các phần tử kế tiếp và hoán đổi vị trí của chúng nếu chúng không đúng thứ tự. Tuy nhiên, độ phức tạp của nó là ô n mũ 2, nghĩa là thời gian thực thi của thuật toán. Nó sẽ tăng theo bình phương của số lượng phần tử trong mạng. Khi chúng ta sử dụng hàm PapleSort để sắp xếp một mạng thì sẽ như nào? Đây, mình sẽ giải thích cho các bạn. Đây. Chúng ta sẽ lấy hai phần tử kế tiếp nhau, phần tử thứ nhất và phần tử thứ hai. Ở đây là 7 và 2, do 7 lớn hơn 2 nên nó sẽ được đổi vị trí cho 2. Tiếp tục, nó lấy phần tử thứ hai và phần tử thứ ba là 7 và 9 so sánh với nhau. Vì 7 bé hơn 9 nên nó không cần phải sắp xếp lại thứ tự nên là mảng giữ nguyên. Tiếp tục, nó sẽ sắp xếp so sánh 9 và 6. Do 9 bé lớn hơn 6 nên 6 và 9 sẽ được đổi chỗ. Quá trình làm đi lặp lại như vậy, nó sẽ được sắp xếp thành, nó được gọi là thuật toán PapleSort. Đây, mình sẽ làm minh họa cho các bạn. Truyền vào một tham số là mảng array. Tạo một cái len để lấy ra độ dài của phần tử. Duyệt qua vòng lặp đầu tiên để duyệt hết các phần tử của mảng A. Tiếp tục, nó sẽ được duyệt qua và vì vòng lặp for ở bên trong nó sẽ duyệt các phần tử, đôi phần tử liền kề nhau nên khi mà chúng ta để di bằng len trừ một thì nó sẽ không có phần tử tiếp theo ở sau nó để so sánh nên dẫn đến là có thể bị sai nên chúng ta phải để di bé len trừ một. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem phần tử thứ di mà lớn hơn phần tử thứ di cộng 1 thì nó sẽ được hoán đổi. Chúng ta sử dụng một biến tạm để lưu giá trị của a di và gắn a di a i. A di cộng 1. Sau khi vòng lọc được duyệt xong thì nó sẽ trả về một hàm à, trả về một mảng. Mảng này sau khi được trả về một mảng, đây là được mảng đã được sắp xếp lại. Chúng ta xem. PapleSort đây, sau khi được sắp xếp thì chúng ta sẽ được một mảng như sau: 2, 4, 6, 7, 9. Đây là mảng đã được sắp xếp.